tuyển thủ karate người Đài Loan Văn Tư Vân lần đầu tiên tham gia Olympic liền đoạt huy chương đồng. Cô từng nói rằng, có thể tôi không phải là tuyển thủ có trình độ chuyên môn tốt nhất trong số các tuyển thủ, nhưng tôi chắc chắn là người chăm chỉ nhất. Dưới vẻ ngoài tươi tắn là sự kiên trì và ý chí kiên cường. Cô từng trải qua những nỗi đau, thăng trầm và trắc trở. Tấm huy chương Olympic vinh quang được treo trên cổ chính là phần thưởng cao đẹp nhất dành cho cô trong hơn 20 năm theo đuổi con đường võ thuật. 5 tuổi tiếp xúc với môn võ karate, tấm huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Trung học Toàn quốc đã mở ra con đường sự nghiệp của cô. Tại giải vô địch karate châu Á năm 2013, cô thi đấu với nhà vô địch thế giới của Nhật Bản Kobayashi Miki, không may bị chấn thương vỡ sụn khớp háng, phải ngồi xe lăn trở về Đài Loan. Tại Đại hội Thể thao châu Á Incheon năm 2014, cô giành được huy chương vàng và một lần nữa giành được huy chương vàng tại Đại hội Thể thao châu Á năm 2018. Trở thành tuyển thủ hạng gà đầu tiên trong lịch sử Đại hội Thể thao châu Á giành được huy chương vàng trong 2 năm liên tiếp. Năm nay, môn karate lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu ở Olympic Tokyo. Văn Tư Vân may mắn được tham gia. Tấm huy chương vinh quang chính là phần thưởng cao đẹp nhất dành cho cô trong con đường mà cô đã chọn.